nó nói lên đây là một cái thông điệp, nó nói lên cái thảm cảnh. Và cái thảm cảnh đó hình như là cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, súng vẫn đeo ở trên vai, vẫn mặc quần áo nhà binh nghiêm chỉnh. Và còn anh Mỹ thì nó đã bỏ thõng xuống rồi. Và bèn có một cái câu, nó cũng mang tính cách moi móc đau thương, là thưa ông cố vấn, giờ này ông có cho chúng em tiền để đánh tiếp không? Có cho chúng em viện trợ cho chúng em để chúng em đánh tiếp không? Và cái này nó thể hiện ngay trong cái tâm trạng của ông Nguyễn Văn Thiệu. Tới cái lúc mà Nguyễn Văn Thiệu đó, trước khi mà Nguyễn Văn Thiệu bỏ đi đó thì Nguyễn Văn Thiệu có một cái bài mà Nguyễn Văn Thiệu chửi người Mỹ hết nước hết cái. Cái lúc bây giờ đó là mấy nhà báo chúng tôi mới lại gì đó, thì là cái đêm hôm đó ở trong cái hội trường, bây giờ tôi quên mất rồi, nhưng mà ông Nguyễn Văn Thiệu là giờ đó ông ấy lên, ông ấy nói rằng ông ấy không tiếc xương máu mới để gì đó, nhưng mà ông ấy chửi người Mỹ nặng lắm. Cái đêm hôm đó nó cũng lại là một cái đêm mà mưa gió bão bùng, gần 30 tháng 4 đó, gần 30 tháng 4 năm 75, mưa gió bão bùng lắm. Cái khi mà ông Nguyễn Văn Thiệu lên, ông ấy lên rồi ông ấy để mà ông ấy nhường chỗ cho cụ Trần Văn Hương đó, tôi thấy có một cái tiếng sét, tiếng sét long trời lở đất, phải không ạ? Đến nỗi mà mọi người ngừng hẳn lại, phải không ạ? Tiếng sét đó, tôi ví cái tiếng sét đó như là một cái tiếng sét ở trong Thánh Kinh đó. Tiếng sét đó đó, nó tiếng sét đó, cái lúc mà ở trong Thánh Kinh, lúc mà Chúa Giêsu đó bị quân dữ đóng đinh, xong rồi thì là Chúa Giêsu lúc bây giờ đau đớn quá rồi, thì Chúa Giêsu gần như là ngã lòng, ngã lòng, thì Chúa Giêsu nghĩa là quân dữ nó lấy những cái giáo mác nó chọc cả vào sườn của Chúa Giêsu đóng hết cả, thì Chúa Giêsu gần như là ngã lòng, thì Chúa Giêsu chút cái hơi thở cuối cùng và gần như là kêu Chúa thưa Chúa, thưa Chúa cho con, kêu Chúa Cha đó, Chúa tức là Chúa Giêsu thì là kêu Chúa Cha, cái hình phạt này thôi cho con được chọn, con dáng chọn, tức là gần như là cái lúc ngã lòng, thì nó giống như là cái ngày 30 tháng 4 mà tôi nhắc lại ở trong Dinh Độc Lập đó, cái tiếng sét nó nổ một cách kinh khủng, và cái lúc bấy giờ nó đánh dấu một cái chấm dứt của Việt Nam Cộng Hòa, một cái cũng giống như là Chúa lúc bấy giờ gục xuống, lúc bấy giờ là Chúa chết và Việt Nam Cộng Hòa cũng chết tắt thở. Thưa bác, bây giờ cho phép cháu trở lại cái chuyện của ông Ngô Kỷ được không ạ? Tức là có thể là cháu cũng xem qua, tức là cháu cũng nghe con người báo cho cháu thì cháu mới xem. Thì cháu xem thì cháu có một số những cái ấn tượng, cái suy diễn riêng, kết luận riêng của cháu. Nhưng mà cho phép cháu hỏi bác, đối với bác cháu muốn có đặt hai vấn đề, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ nhất á, là như là bác hồi đó thì nhiều người nghĩ ở đây là ông Ngô Kỷ là giống như là biểu tượng chống cộng, là lãnh tụ chống cộng, đúng không ạ? Nhưng mà cháu hỏi bác vài lần thì bác nói với cháu là Ngô Kỷ chỉ là nạn nhân thôi, đúng không ạ? Cũng là cái thứ là cũng là bị nhồi nhét, bị sai khiến, và Mỹ nó gọi là useful idiot, đúng không ạ? Tức là vô tình bị làm theo người khác, đúng không ạ? Bị người ta lợi dụng sai khiến mà mình không biết. Thì bây giờ bác nhớ cái chuyện mà Nguyễn Quang Trường etc. về đây, đúng không ạ?
Rồi như hồi đó bác nói đó, mình biết cái bản chất của họ là buôn hận thù bán hàng giả, tụi nó là bịp bợm. Thì chính Nguyễn Quang Trường về đây là cũng nói là y là muốn làm nhịp cầu để móc nối, có phải không ạ? Và bữa đó khi mà ngồi mà livestream với Nam Quan đó, mà nói là muốn thành lập mà câu lạc bộ báo chí hải ngoại để mà kết nối với câu lạc bộ báo chí trong nước, đúng không ạ? Thì bên ở trong nước thì có Etcetera đại diện, bên đây thì có Nam Quan để mà kết hợp với nhau làm việc. Ngô Kỷ ngồi cạnh đó, đúng không ạ? Ngô Kỷ ngồi ngay bên cạnh. Thành ra cái chuyện mà nói là Him, nếu mà thật sự cái bản chất của Him là thật sự chống cộng triệt để, đúng không ạ? Thì không thể nào Him vẫn tiếp tục làm bạn với Etcetera, với Nam Quan được. Bác nhớ không ạ? Tại cái lúc mà Etcetera về đây là lúc đó là chưa Tết, mới Giáng sinh thôi. Rồi sau này Ngô Kỷ mới ủng hộ để mà đưa Nam Quan ra tranh cử. Thì cháu muốn hỏi bác, nhưng mà sau khi Etcetera về đó thì lại không kết nối với Ngô Kỷ với Nam Quan, mà lại kết nối với Hoàng Duy Hùng, luật sư Hoàng Duy Hùng. Có phải mấy bữa trước cháu hỏi bác, cháu nói là bây giờ luật sư Hoàng Duy Hùng đã là muốn làm dư luận viên cao cấp, phải không ạ? Muốn làm giống như cái người đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại, kiều bào yêu nước. Mà cháu thấy hình như báo Nhân Dân mới đăng thêm một bài nữa rồi, có phải không bác, về Hoàng Duy Hùng. Tức là cái chuyện Hoàng Duy Hùng là đã xong rồi, đúng không ạ? Không còn là nghi vấn nữa, mà đã là chắc chắn là đã đồng ý để đóng cái vai trò đó. Thì bây giờ cháu hỏi bác, có phải Ngô Kỷ cũng giống như bác nói là gió đã đổi chiều, bây giờ chuẩn bị đi theo con đường của Hoàng Duy Hùng? Ông, thưa anh, hai cái nó khác nhau. Vừa rồi anh nói về Etcetera, anh nói về cái mà tôi nói buôn hận thù bán hàng giả đó, anh nói hai cái nó liền với nhau. Dạ. Thì nó khác, không? Dạ. Ạ? Cái giai đoạn đầu, tức là tôi nói cái bọn chống cộng ở Buôn Sa này là bọn buôn hận thù bán hàng giả. Rồi tôi kế tiếp tôi nói về ông Tú Gàn, nói về bọn này là dân quân xã ấp chống Mỹ cứu nước. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng Ngô Kỷ là nạn nhân, Ngô Kỷ là được đào tạo ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Và Ngô Kỷ lúc qua đây thì đấy, vừa rồi mình mới nói đi lại từ đầu, tức là được ông Chánh Biện Lý nuôi như là một cái tay sai để mà kiếm phiếu của người Việt Nam. Và coi như là Ngô Kỷ là một người đào tạo chính thống, coi như là đi học trường Mỹ đó, đi học có sư phụ nội chú. Nội chú tuy rằng gì là làm tà lọt cho ông đó. Thế thì và rõ ràng là sau đó rồi thì là Ngô Kỷ đại diện cho Đảng Cộng Hòa, đi dự đại hội của Đảng Cộng Hòa 3-4 lần. Mới đầu tôi tưởng là 2 lần, về sau Ngô Kỷ có nói với tôi là hình như nó là 5 lần. Vâng, 5 lần. Thế thì cái điều đó chứng tỏ rằng Ngô Kỷ là một người được tin dùng. Và Ngô Kỷ là một người mà với tôi thì Ngô Kỷ là một người có trình độ và được đào tạo chính thống. Và Ngô Kỷ chứ không phải rằng Ngô Kỷ được mua chuộc. Mà ban nãy Khải Đào nói một câu rằng thì là một cái useful là cái gì? Useful idiots. Tức là những thằng ngu mà để cho những người có trình độ hơn nó biến thành con rối. Không, Ngô Kỷ không phải cái đó. Ngô Kỷ đâu có phải là một cái tên múa may. Có lẽ là trong cái phần riêng của cháu sẽ trình bày, nhưng mà sẵn có bác đây, cháu lợi dụng chương trình với bác để mà cháu thông báo thôi. Không, tức là sau cái buổi mà cái clip đó cháu coi, bây giờ cháu đánh giá Ngô Kỷ rất thấp. Tức là đối với cháu, Ngô Kỷ là chỉ là một cái thứ thằng hề phường tuồng thôi, chứ bản thân anh ta cũng không có cái lý tưởng, không có cái thực tâm chống cộng gì hết. Đối với cháu kết luận như vậy. Tức là một cái thằng, bây giờ cháu đánh giá cháu gọi bằng thằng Ngô Kỷ luôn, cháu không gọi bằng ông Ngô Kỷ nữa. Tức là một cái thằng bịt bợm, hoặc là một cái thằng useful idiot thôi, ngu dốt đần độn. Bây giờ cho phép cháu trở lại cái phần mà bác hay nói. Bác nhớ không, bác nói là bên Việt Nam họ sẽ cho Ngô Kỷ cơ hội để đánh bóng bản thân, đúng không ạ, để tự xây dựng hình tượng. Thì có phải cái chương trình trên Việt Vision vừa rồi nó đi vào cái khuôn khổ, đi theo cái chiều hướng đó? Vâng, thưa anh, tôi thấy rằng thì là Việt Vision vừa rồi đó là
nó có moi móc tới cái bà mà Hoài Mỹ đó. Ờ, dạ. Có người chồng là cái họa sĩ gì đó. Cháu đồng ý với cô đó, đó có nghĩa là cô đánh giá Ngô Kỵ là con dòi thì vâng, cháu, bây giờ cháu đồng ý hoàn toàn. Vâng, thưa anh, tức là thứ dòi bỏ thôi. Không, tôi thì tôi không nghĩ thế. Vâng. cháu sẽ chứng minh sau. Dạ. Vâng, tôi dạ. Thì tôi không nghĩ thế. Dạ. Ngô Kỵ không phải là một tên múa rối đần độn. Vâng, dạ. Đần độn thì cháu không dám nói, nhưng mà đối với cháu là cháu và cháu mời bác. Và tôi cho rằng thì là Ngô Kỵ đã được đào tạo ở trong cái đó, và tôi gọi là đã được anh Đốc Trinh, tức là đúng rồi, được nhào nặn. Dạ. Và được thì nhào đối với nặn. Cháu cùng lắm như bác nói là có tài mọn thôi để thực hiện không, được không, những cái không, công không việc mọn. Đó thôi nó không mọn. Chứ cháu bây giờ cháu rất xem thường Ngô Kỵ. Thì anh coi thường là cái dạ. chuyện đó khác, nhưng mà đối với cái vâng, cái mà cái không, kỳ vọng và, của cháu á, chứ còn đương nhiên và hắn đây là một trong những các cái người mà được nhào nặn. Yeah. Được nhào nặn ở trong cái cộng đồng chống cộng giả tạo này, đúng không ạ? Yeah. Tức là trình độ thì hơn mấy đứa ba lăng nhăng dân quân xã ấp thì không vượt trội lên phải, thì cho nên Ngô Kỵ mới dẫn đầu cái yeah. cuộc biểu tình 4 năm mà báo Người Việt vân vân, và đằng sau là cũng có người cũng có đàn em rồi cũng có gì đó. Yeah. Thì cái bầu không khí đó làm sao mà trách Ngô Kỵ được. Ngô Kỵ được trình độ Ngô Kỵ theo tôi nó là một thằng Mỹ ngu, đúng không ạ? Yeah. Nó là một thằng Mỹ ngây thơ. Yeah. Bởi vì cháu nói là nếu mà nói là đẳng cấp bệnh mà kỳ vọng giống như là Hoàng Duy Hùng hoặc là Trần Văn Bé hoặc là Nguyễn Thái Học á, đúng không ạ? Thì cháu thấy rõ ràng là không có cách nào mà ngồi mà nghĩ đến những cái chuyện vậy. Như bác nói là chỉ là mấy cái thằng đánh trống múa rối khu chiên thôi. Không, nó không phải đánh trống. Như hồi bác nói là Đảng Cộng Hòa họ thấy giống như con khỉ á, thì coi như là diễn tuồng á, để mà gây chú ý á. Không thì tức là Ngô Kỵ đạt được những các cái tiêu chuẩn, đủ những các cái tiêu chuẩn để mà đại diện cho cái Đảng Cộng Hòa. Nó là một cái đinh múa rối. Yeah. Ở trong các cái đại hội nào đó thì nó cũng có cái thằng trèo cột mỡ. Yeah. Cái thằng bôi mặt, bôi miếc. Yeah. Thì Ngô Kỵ nó cũng là cái hình thù mà nó cũng hơi kịch cỡm. Yeah. Cái mặt nó gần như là vuông. Yeah. Và bây giờ mà nó lại là mặc áo phục. Yeah. Quốc phục Việt Nam. Yeah. Xong rồi nó vẫn cái khăn vàng như là cái khăn của Bảo Đại hay là của những các cái người mà những cái người mà gọi là thì nó cũng lại là một thứ Phan Kỳ Nhân, Phan gì đó, và thì người ta cũng ở trong cái trình độ đó thôi. Dạ. Làm sao mà bắt người ta bắt người ta cao hơn được. Nhưng mà cho nên những các cái quan quân Việt Nam Cộng Hòa, cái cấp lớn nó qua đây người ta yên lặng, người thì ta đâu bác. Có dạ. Đấy, thành ra đó thành ra là Ngô Kỵ hay là những các cái cụ Phan Kỳ Nhân, Phan Chính như gì đó thì dần dần bắt đầu rằng cũng lảng đi, lảng xa đi, coi như cái vai trò của mình nó hết rồi, và tất nhiên là cũng không đến nỗi mà bắt rằng thì là giờ này là phải ăn tội, giờ này là đấm ngực. Cụ ấy cũng lại chỉ là nạn nhân của một cái bọn buôn nặt thù bán hàng giả. Và cái quan trọng nhất mà chuyến trước mình có nói đó, tức là cái công tội của Công giáo Việt Nam. Tất cả những cái bọn mà truyền thông ở Bôn Sa này, nó là bọn đấm ngực, nó là bọn đấm ngực, và là bọn đấm ngực một cách gian xảo. Tức là thay vì nó đấm ngực là lỗi tại tôi, cái quan trọng nhất của Đạo Công giáo. Dạ, là dạ. Lỗi tại tôi, dạ. Lỗi tại tôi mọi đàng. Dạ. Mọi đàng dạ. Lỗi tại tôi. Nhưng mà cái bọn Bôn Sa này đó thì là nó không đấm ngực,
nó đấm ngực người khác, nó đấm ngực người khác, cho nên nó mới là cái hiện tượng bán hàng giả, nó mới là những thứ Nguyễn Hữu Công. Bởi vậy thưa bác, ý cháu muốn nói đó, tức là một là Ngô Kỷ, là hồi nãy cháu dùng cái từ useful agent, đúng không ạ? Có nghĩa là cái thứ như bác nói là nạn nhân, có nghĩa là bị cái đám mà bác nói, đúng không ạ? Cái đám mà gọi là truyền thông mà lèo lái dư luận, mà nhồi sọ dư luận đó. Còn không đó, thì hắn cũng là một cái thứ giống như Trần Nhật Phong, có nghĩa là cũng giống như tụi kia thôi, cũng hùa theo, đúng không ạ? Để mà coi như là chửi cộng, là hô hào, để mà lấy điểm, xây dựng hình tượng, xây dựng thanh thế, lấy số má thôi, để mà lấy cái danh hiệu là vua chống cộng, để mà đi tống tiền, đi biểu tình, đi làm bảo kê. Dạ. Vâng, thưa anh, trong lịch sử con người đó, thì mình không thể xếp loại một cách rành rọt được. Mình nhìn thấy ví dụ như là cái phong trào nhân văn giai phẩm, hay là cái phong trào mà trăm hoa đua nở. Trăm hoa đua nở nó không phải là một hoa, nó không phải là một con người, không ạ? Nó là trăm hoa đua nở cơ mà. Bách nhà cái gì đó, cuộc cách mạng văn hóa cơ mà. Chứ nó đâu có khinh thường, nó coi rằng thì là những người này là một tập hợp này, tập hợp kia đó. Thưa bác, lý do tại sao thường Ngô Kỷ đó bác là như vậy? Nếu mà him không phải là cái thứ bịt bờm á, tiếng Anh nó là double standard, đúng không ạ? Bác thấy nè, hồi xưa him đòi treo cổ Phát Bùi, đúng không ạ? Là chỉ vì ngồi chung, tức là đi mà nói là vô ngồi chung bàn với ấy thôi. Thì khi mà có người đặt vấn đề với Ngô Kỷ, nếu vậy tại sao mà Vũ Hoàng Lân hoặc là bác đi làm những chương trình làm ăn với Việt Nam, phỏng vấn lãnh đạo Việt Nam, đúng không ạ? Hoặc là không chống cộng, mà anh lại ngồi anh cộng tác với Vũ Hoàng Lân với Phú Mô Sa TV, thì hắn lại ra cái vẻ bú đời, hắn cứ so sánh hắn với Chúa Giêsu, với Galilee, đúng không ạ? Hắn nói là hắn ngồi xổm trên nguyên tắc, có nghĩa là thằng khác ngồi với Việt Cộng thì không được, Đỗ Ngọc Yến mà ngồi với Nguyễn Tấn Dũng là tao treo cổ nó, còn tao có quyền ngồi, tại vì tao giỏi lắm, tao biết tao làm cái gì, tụi bay phải tin tao. Bác đồng ý chứ không ạ? Đó là cái lý luận ngụy biện của Ngô Kỷ, mà cái thằng dốt này nó hoang tưởng, nó tưởng là nó nói như vậy là người ta tin, mà nó tưởng là cái lập luận của nó là ai cũng phải chấp nhận cái lập luận ngụy biện ngu dốt của nó. Tại vì đúng không ạ, ai cũng có thể nghĩ rằng là mình là thánh thiện, là chân lý, giống Chúa Giêsu, giống Galilee. Mà xin lỗi bác, đúng không ạ, 1 tỷ người nghĩ như vậy thì 1.000 năm mới có một người được như Phật, được như Chúa, được như Thánh Gandhi. Còn mày là cái thằng hoang tưởng ngu dốt, làm sao mày so mày mới Galilee được? Bây giờ cháu cho phép, bác cho phép cháu nói kết luận là vậy. Thì bây giờ nó ngu đến độ nó không biết cái đài Việt Vision là cái gì. Cháu xin lỗi bác, nếu mà Ngô Kỷ nói rằng là tao biết nó là Việt Cộng mà tao vẫn lên đài nó, nếu mà lên đài Việt Nam á bác, VOV, lên đài VNN gì đó, hoặc là lên báo Nhân Dân, thì cháu còn chấp nhận được. Cháu nói tôi không có giống những người khác, anh dám vô tầng hang ổ giặc, đúng không ạ? Anh lên vô trong đó anh chỉ trích nó để nó đăng cái lập luận của anh, chửi nó, thì tôi không đội mũ chụp mũ cho anh. Nhưng mà hồi nãy cháu coi đó bác, cái thái độ của Ngô Kỷ rất là khúm núm hèn hạ. Lên mà thằng kia nó chỉ mặt nó là mày mà láo tao đuổi mày đi, đúng không ạ? Là dạ vân vân, tôi biết điều lắm, tôi biết anh là chủ đài. Rồi nó nói cái cờ vàng mày là cờ cứt, câm mõm luôn, không dám nói gì hết. Đâu có, nó nói hai cái, nó nói là các anh ở đây nói là cờ kia là cờ máu. Thế thì tôi nói rằng thì là các anh, cái cờ của các anh, cờ vàng đó là cờ cứt được không? Không, tức là hai cái nó lật tẩy, nó đối chiếu. Nhưng mà nếu vậy Ngô Kỷ cho nó mượn cái tên Ngô Kỷ lên để nó chửi những cái thằng chống cộng mà câm mõm. Mà nếu vậy anh đâu có phải lợi dụng cái Việt Vision. Mà thứ hai nữa thưa bác, Việt Vision á, nó là một cái thằng lôn côn, chứ nó không phải là một cái đài. Mà tại sao mình là một cái thằng biểu tượng chống cộng mà mình cho mình chấp nhận làm khách của nó để nó ngồi nó chửi trên đầu mình, chửi xuống? Dạ, cháu mời. Không, thì
Theo tôi thì ở Buôn Sa này đó thì không phải là cái người quân tử mà chiếu lạch không ngồi. Đây là chiếu dính cứt cũng ngồi. Và chứng cớ rằng thì là Ngô Kỳ nó ngồi với anh, nó trả lời anh. Hay là tôi, nó kêu tôi ngồi nói chuyện với hắn. Thì giờ tôi thấy rằng thì là, không có cái vấn đề chiếu trên chiếu dưới gì. Và tôi thấy rằng thì là với cái có một lần cái Thăng Long TV nó mới hỏi tôi, nó mới nói chuyện là tại sao mà bác ở ngay cái lòng thủ đô Hà Nội 36 phố phường rồi bác, tại sao mà bác cũng là trong một gia đình này kia đó. Tôi khoe, tôi nói chuyện mà tại sao bác đi qua Mỹ bác luôn là cái này. Thì tôi nói với hắn là câu rằng chuyện mà tôi từ miền Bắc, từ Hà Nội, trong một cái gia đình gọi là có tiếng tăm của Hà Nội mà tôi đi vào Sài Gòn đã là một nhầm lẫn. Và cái nhầm lẫn thứ hai là tôi lại di tản qua Mỹ. Tôi cứ nghĩ rằng mình khác người khác. Mình từ Bắc vào trong Nam, mình không phải là những thuyền nhân, mình không phải rằng thì là lấy cái chữ nghĩa rằng thì là tôi là cả những người mà không chịu nổi cái chế độ cộng sản mà tôi bỏ miền Bắc tôi vào Nam. Theo tôi thì những người mà nói rằng thì là chúng tôi đi tìm tự do đó chỉ là một cái bám víu, một cái chiêu bài, chứ thực ra thì là tìm đất sống, tìm cái chỗ đất sống mà thôi. Thành ra muốn đổi đời. Tới bây giờ người ta còn đi qua nước này nước kia, còn chết ở trong cái thùng đông lạnh vân vân. Thì mình họ cũng giống như họ thôi, đúng rồi, cũng tìm một cái chỗ mà có nhiều cơ hội. Vâng, thành ra mình mới không thể bắt, cũng không thể bắt Ngô Kỳ suy nghĩ rằng thì là ngồi với lại Việt Vi Dân hay là cái cờ máu với lại cờ cứt nào ạ. Thì theo tôi thì bây giờ nó là giờ nó là một cái đừng bắt ai phải nói về cái dĩ vãng sai lầm của mình. Người ta phải có cái can đảm lắm, cái đảm lược lắm mới dám nói về cái sai lầm của mình, cái chọn lựa nhầm lẫn của mình. Hôm vừa rồi ở cà phê tôi cũng gặp một cái nhà báo cũng nổi tiếng, thì ví dụ như là ông ấy nói, tại vì ông này là ông ấy bán dịch vụ với bán bảo hiểm cái con mẹ gì đó, thì ông ấy ví dụ như là ông ấy nói về cái ông ấy về Việt Nam là cũng là về Việt Nam cũng là như là đi làm phóng sự, đi phiêu lưu bao nhiêu lần đó. Nhưng mà có người thì nó mới bảo thì là này đó, tại sao mà anh lại vào lăng Hồ Chí Minh đó. Lần này là lần thứ hai rồi đó. Thì cái thằng này nó nói chớ ra một câu mà tôi thấy rằng thì là nó đê tiện. Tôi ngồi cà phê với hắn tôi thấy đê tiện. Hắn nói thì là bây giờ thì chỉ có ở đây có máy lạnh thôi, không ạ? Thế thành ra đó hình như là đi qua đến miền đất hứa này ấy, gọi là tạm dung này đó, mà mình cứ nhắc nhở nhau rằng là phải cảm ơn cái đất nước mà nó đã chứa chấp mình. Thì tôi nghĩ rằng thì là
đây chỉ là một cái, đây chỉ là một cái đòi hỏi muộn màng, à, cái đòi hỏi muộn màng thôi. Dạ, vâng, thưa bác, hồi bởi vì rằng mình không hề, lòng mình không hề cảm ơn nước Mỹ, không ạ, à, bởi vì rằng thì là tôi thấy rằng đi qua nước Mỹ nó là một cái nước tư bản, nó là một cái nước chỉ có quyền lợi thôi, à, chính họ cũng còn lừa nhau mà, họ lừa nhau từng từng cái slogan một, không ạ, là thì xá chi tới, mà bây giờ phải nói rằng thì là họ phải có một cái lòng liêm sỉ nghiêm túc. Cái hồi mà mới qua đây, cái ông, cái lúc mà cái tờ Việt Weekly rồi cái bà mà ban nãy là cái bà Vũ cái gì đó, Vũ không, Vũ Hoàng Lợi, Vũ bác mới nói là cái bà mà vợ ông Mạc Chính Hòa đó, bà nói Ngô Kỳ là cái con ròi đó, thì cái anh mà tôi nói ở cà phê vừa rồi đó, anh ấy nói cái câu đó vừa rồi, bởi vì rằng thì là anh ấy chỉ là muốn tiếp xúc để mà bán bảo hiểm, để mà chứ còn thì là không hề nề hà gì để mà chúc giữ hay là đi vượt qua cái đi vượt qua cái sự thật, ví dụ như là anh nghe nói là cái lăng Hồ Chí Minh, anh nghe nói cái lăng Hồ Chí Minh đó, ở trong cái chỉ có máy lạnh, máy lạnh thì ngay cái phòng ngủ ở bên ngoài nó cũng đầy máy lạnh rồi, nhưng mà nó nói những cái câu đó để mà nó tiện, nó ngồi cà phê, nó ngồi, nó lân la, ngồi người này người kia để mà nó bán bảo hiểm, để mà nó trước nó không hề tôn trọng cái sự thật, đây nó chỉ là một cái câu chuyện làm quà, thành ra mình mới thì cái lúc mà hắn ấy nói chỉ có máy lạnh thì tôi mới kể chuyện với hắn ấy thế này, là tôi có một cái bà chị ở lại Hà Nội, kẹt ở lại Hà Nội, và cái ông chồng của bà ấy thì là một trong những các cái nhà giàu có ở phố Hàng Ngang, nhà gọi là gia đình của Ký Sương ấy, chiếc giàu lắm, ở ngay phố Bờ Hồ đó, trông ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm đó, thì cái ông đó, cái hồi mà có Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đó, cái hồi mà sau năm đó, hội nghị Geneva vừa rồi thì là có Ủy hội kiểm chiến đó, tạm phân chia nước Việt Nam ra làm đôi, gọi là tạm chia hai vùng đó, thì cái ông này đó thì là có Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến, có Ấn Độ, có Ba Lan, có Tiệp Khắc, có Ấn Độ thì là nước trung lập, có Ba Lan thì là thuộc cái thế giới cộng sản, có hình như là một cái nước Tây phương, một nước gì đó, thì cái ông anh rể tôi đó là ông ấy đi ra, ông ấy tập nói tiếng Anh với lại cái Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến, nó cũng vẫn đi ở ngoài đường đó, nó cũng vẫn đi giao du rồi nó đi chơi đi chiếc cái gì đó, thì ông ấy đi ra, ông ấy tập nói bắt chuyện, ông ấy nói với nó để mà thì cộng sản nó nghi ngờ những các cái phái đoàn đó, đó là cái phái đoàn mà thế giới tự do, hay là nó nghĩ rằng thì là đây cũng lại là về phía người Mỹ thôi. Thế thành ra đó là cái ông anh tôi đó là nó không bắt
À, nhưng mà cái hồ sơ đó nó ghi cái hồ sơ là trong cái hồ sơ đen là thằng này đã tiếp xúc với lại người của phái đoàn kiểm soát địch chiến. Và ông anh tôi là nhà cũng giàu và tiếng Anh tiếng Pháp là đều giỏi cả, mà có nghĩa là đi việc làm, kiếm việc làm ở đâu cũng không có, đói. Nhà cũng là giàu rồi mà tới lúc bấy giờ đó là các cái nhà mà bị kiểm kê rồi bị đánh tư sản rồi gì đó, đói, mà nghĩa là đói mờ người ra, đến nỗi mà thèm một tô phở, thèm một cái này cái kia đó cũng không có mà. Thì tới cái lúc mà đang đói đó, giữa cái thời gian mà đói đó, thì ông ấy đi lên cái hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh cái hồ Hoàn Kiếm đó thì nó có một cái tủ sách, nó có một cái nhà nó bán sách gọi là ngoại văn, những các cái sách mà nó bày để mà cho người ngoại quốc coi đó nhập. Thì ông này ông cũng vào đó, ông ấy đọc trộm, gọi là mở sách ra mà coi cọp. Thì tự dưng ông ấy có một cái anh nó tiếp cận với ông ấy, một cái anh nó mặc quần áo civil, nó bảo này, biết tiếng Anh biết tiếng Pháp thì anh này cũng bảo vâng có, cũng biết, trước đây cũng có học nhé. Thì hắn mới nói thì là thế ngày mai anh lại anh gặp tôi ở cái địa chỉ này. Thế hóa ra là cái thằng đó là cái thằng nó là trung ương tình báo, mà nó muốn tìm một người dạy tiếng Anh tiếng Pháp cho nó một cách kín đáo. Thế là ông này về nó mới cho ông này dạy, thì nó và tất nhiên nó không giả lương, nhưng mà nó giới thiệu ông này tới một cái tòa đại sứ Nam Dương, ngay là tòa đại sứ của cái nước mà Đông Nam Á, nước trung lập ấy, tới đó để mà dạy tiếng Pháp, tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho cái nhân viên của cái tòa đại sứ đó, cho con của ông đại sứ, cho vợ của ông đại sứ đó. Dạy thì ông này cũng cả ba thứ tiếng. Thì một giờ thì cái bộ ngoại giao nó gửi lại thì là nó tính cái tòa đại sứ đó là 20 đồng một giờ, nhưng mà nó cho ông này 4 đồng. Thì nghĩa là cũng là mừng lắm rồi, đương đói mà, nghĩa là. Và ông này thì ông ấy nhát lắm, tới lúc bây giờ thì ông mới biết rằng thì là mình cái hồ sơ của mình ấy, là bởi vì mình nói chuyện với cái thằng Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến. Nếu vậy thì bác có thể chia sẻ, từ lâu rồi cháu với bác chưa có gặp nhau, từ lúc mà bên kia người ta họp đại hội đảng lần thứ 13 phóng hành khóa 13 đó, thì bác có chia sẻ những cái gì về cái cuộc đại hội vừa qua của họ, cái sắp xếp nhân sự của họ và những cái dự đoán của bác ạ? Vâng, thì theo tôi thì người ta lại nói rằng thì là đây là nó cũng lại những các cái trường hợp cá biệt, nó lại lưu ông Nguyễn Phú Trọng lại kỳ 3, và cũng một số người mà dự trù rằng có thể thay thế được đi vào trung ương đảng nó điếc gì vân vân đó, thì những người đó là cũng chưa có cũng chỉ có chọn đi vào ủy viên trung ương hay là dự khuyết. Nó gần như là theo cái nhận xét của tôi, thưa anh Khải Đào, là tôi nghĩ rằng Việt Nam họ cũng ngập ngừng, Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng ngập ngừng là trong cái thế của thế giới hiện tại bây giờ đó, một trên đe dưới búa, hay là một bên là Trung Cộng nó đương muốn lớn lên, nó đương muốn tranh giành cái vai trò của Mỹ, và người Mỹ thì cũng bắt đầu từ Donald Trump là cũng biết cái giai đoạn tự giới hạn cái quyền lợi của mình rồi, và gần như là họ tương nhượng cái người tàu,
bởi vì rằng thì là một cách giản dị thôi, thì nó nói chuyện thì là người Tàu thì là nó có 1.2 tỷ dân, và mỗi một cái người dân nó chỉ uống một cái lon Coca thôi thì là nước Mỹ là cũng giàu rồi. À, thành ra đó là đây là đứng về phương diện là nó là cái kinh tế trắng trợn, nhưng mà thực tình thì người Mỹ, những người Mỹ yêu nước như Donald Trump mấy gì đó thì cũng biết, cũng nghĩ rằng cái đường lối, cái establishment của cái chủ nghĩa tư bản của mình đó nó lệch lạc rồi, và nó không theo kịp được cái đà tiến hóa của xã hội. Nếu vậy bác nghĩ sao? Bác nhớ mấy năm trước khi mà có nhiều người Việt Nam ở đây là có học vị, có địa vị, đúng không ạ? Ngồi tiếng Anh nó gọi là pundits, bình luận gia của Việt Nam mình nó lên TV, mà những là người lãnh đạo cộng đồng cứ ông ngọng nói cái hiệp ước thành đô. Bác nhớ mà kỳ đó là cháu với bác đều nói là cháu đã lên đài, cháu nói là quên cái chuyện đó đi. Thì đến bây giờ bác nghĩ sao về những cái lập luận cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là thân Tàu, là tay sai của Tàu, và bác nghĩ sao về cái quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam mà như bác nói liêu nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục làm tổng bí thư, thì bác nghĩ sao về cái vấn đề mà cái tương lai của Việt Nam mình nói về cái vấn đề thoát chung hay là tay sai của Tổng thống? Thưa anh, để mà nói ông Nguyễn Hữu Trọng đó là ông ấy bây giờ là ông ấy là lưu nhiệm cái cái nhiệm kỳ thứ ba. Và đây là một cái chuyện đặc biệt, thì tôi cho là Thái Thượng Hoàng là coi như không, là chùm rồi. Theo tôi thì không phải. Mấy người ở đây thì cứ phê bình rằng thì là ông này là tiếc rẻ, cái là coi như rằng thì là bám trụ. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó là một cái đảng nó có tổ chức rất là chặt chẽ, và bao giờ nó cũng là tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách. Và trong cái lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng đó thì ông ấy đã nói rằng thì là ông ấy là quá tuổi rồi, sức khỏe cũng không được khỏe từ sau cái vụ mà ở Rạch Giá cấp cứu bị trúng độc hay là bị cảm cái kiếp gì đó, thì ông ấy đã nói luôn một cái khả năng là có thể ông ấy sẽ từ chức nửa kỳ vì vấn đề sức khỏe. Cái điều đó có nghĩa rằng đảng bắt ông ấy ở lại, và cũng có nghĩa rằng đảng đương ngập ngừng vì ở trong cái thế đang đúc lò không phải là của Việt Nam, ở trong cái thế là giữa Mỹ và Trung Cộng. Bây giờ giữa Mỹ và Trung Cộng, bây giờ biết đi theo con đường nào. Cho nên chuyến trước thì tôi có đặt cái vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ chọn cái 30, và vừa rồi họ ra một cái cuốn sách trắng, thì coi như đây là cái đây nó lại là cái mà nó cho phép cái 30 có thể đổi chiều, có thể 30 thành có cũng được, nửa không nửa có cũng được. Thành ra cái sách trắng của họ tức là họ đã nhịp nhàng, họ đã mở đường đứng về phương diện chính trị đó, tức là họ làm để cho cái cửa ngõ, let the door ajar, tức là không đóng cửa, để hé mở, để có thể mở cũng được, quay bên này cũng được, quay bên kia cũng được. Bởi vì rằng sức của nước Việt Nam làm sao mà để tự dưng mình thành đối thủ của nước Tàu, tự dưng làm sao mình thành đối thủ của nước Mỹ. Tại sao mình dại dột? Có nghĩa mình là đến... bác cũng phải công nhận là cái vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến giờ phút này ngay bây giờ là không thể thay thế. Tại vì ông mà bỏ đi một cái là, phải không ạ? Nó rất là bấp bênh, tại vì không có người có đủ cái tư thế để mà thay thế ông ngay bây giờ. Không phải là tôi cho rằng thì là đảng nó thừa người để thay thế, nhưng mà đây là cái lúc mà chính sách của đảng nó còn đương ngập ngừng.
nó còn chưa chưa biết đối thủ của nó ra làm sao, nó chưa biết rằng thằng Tàu sẽ chơi cái ngả gì và liệu Mỹ có đứng ra bênh vực hay không. Vừa rồi đó thì mình mới thấy rằng thì là thằng Tàu hung hăng ở Biển Đông, rồi thì là Mỹ cũng cho cái hàng không mẫu hạm hay là cái tàu gì mà đi vào 20 cái hải lý ở trong vùng đó, thì cũng chỉ nói rằng thì là đây là một cái con đường thông thương chiến lược. Và chiến lược bây giờ nó không còn là Thái Bình Dương mà bây giờ nó lại mở rộng ra là Ấn Độ Thái Bình Dương, và bây giờ nó lại còn chiêu dụ thêm cái vòng ngoài, vòng ngoài đó tức là cái bộ tứ kim cương Úc Nhật rồi tất cả những cái điều đó, thành ra cái bàn cờ thế giới bây giờ là nó cũng bày binh bố trận một cách hết sức là mềm dẻo, không biết rằng thì là gió nó xoay chiều nào và không biết rằng thì là mình sẽ phải đi cái nước nào. Bởi vì rằng thì là mình thấy rằng thì là nhất là bây giờ ở trong cái tình trạng bây giờ đó là nó mong manh quá với cái con virus này đó, thì bây giờ thì tôi mới nếu vậy chúng nó cho sẽ hỏi bác cái vấn đề virus về bác cho cháu tiếp tục là nếu vậy bác nghĩ rằng là trong cái thời điểm vừa qua, cứ tạm nói 5 năm vừa qua trong cái nhiệm kỳ 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi, thì bác đánh giá là sao về cái gọi là cái kết quả công việc của họ, nó gọi là cái performance, đúng không ạ, của họ về vấn đề mà ngoại giao, tức là đối phó với Tàu Cộng và Hoa Kỳ, như nói đơn giản là đu dây giữa Tàu Cộng và Hoa Kỳ. Vâng, thì theo tôi thì mà nó không có cái cách nào khác cả, bởi vì rằng thì là không dạy gì mà tự dưng làm kẻ thù của Tàu, hay là không dạy gì làm kẻ thù của Mỹ, phải không ạ? Với Mỹ thì người cộng sản thì nó đã có kinh nghiệm lắm rồi, là bởi vì rằng thì là cái nước Mỹ là cứ 4 năm nó bầu cử một lần thì là nó phiền lắm rồi. Còn thì là với người Tàu đó thì nó cũng đã biết rằng thì là nó rơi vào một cái thế kẹt, là cái người Tàu nó đã hành xử, nó đã ra tay như thế nào rồi. Mình nhìn thấy rằng thì là cái mà nó Đặng Tiểu Bình nó nói rằng nó cho Việt Nam một bài học, xong rồi thì là sau đấy bây giờ thấy Tập Cận Bình nó lại đánh một lúc 6 tỉnh miền 6 tỉnh biên giới, mà 6 tỉnh biên giới nó nói rằng thì là chúng tôi đã định kể cả thời gian lẫn không gian là chỉ có 6 tỉnh biên giới, và thời gian là 3 tuần lễ hay là 6 tuần lễ là chúng tôi rút lui. Tức là nó dạy một bài học thật chứ nó không nói nó chiếm. Thế thành ra đó và nó biết rằng thì là nó không dạy gì mà nó đi vào một cái cuộc chiến nguy hiểm, và cái 30 tháng 4 là nó đã thấy nó ê càng rồi. Đê chuẩn đê giết đánh vào cái lúc bây giờ là nó đánh lúc bây giờ là đến nỗi mà Trung Cộng nó phải có một cái bài học là nó đánh Việt Nam, nó cho Việt Nam một cái bài học mà không ngờ rằng nó tay nó ê càng. Nếu vậy cháu phải hỏi tay bác. nó tê cái tay đó, và lúc bây giờ nó mới bắt đầu nó sửa sai và nó bảo thì là nước Tàu đã nghỉ đánh nhau lâu quá rồi, còn Việt Nam thì nó vừa mới ở trong chiến tranh cho nên nó đánh mình, và lúc bây giờ là nó rèn cán chỉnh quân, nó bắt đầu nó suy nghĩ. Và rồi thì cái mà ban nãy anh có nói rằng thì là cái hiệp ước Thành Đô đó, thì mấy người này nói chuyện rằng thì là hiệp ước Thành Đô đó là nó hai bên thấy kể cả Phạm Văn Đồng với điếc những các chức sắc lớn nhất của Việt Nam đi qua bên Tàu, và rồi thì là ký một cái mà mật ước Thành Đô, thì
cái mật ước này này mấy người này đó cái là còn nói rằng thì là hứa rằng thì là tới năm 2000 thì Việt Nam sẽ thành ra là một tiểu bang của nước Tàu, cái ngọn cờ của nước Tàu là ngôi sao lớn, một ngôi sao. Vâng, năm ngôi sao thì bây giờ thêm ngôi sao nữa, ngôi sao lớn đó là dòng Hán, còn mấy cái kia là Mãn, Mông, Hồi, Dạng, còn bây giờ đó một ngôi sao nữa là ngôi sao Việt. Thế thì cái mà tôi nghĩ đó là cái mật ước Thành Đô đó là một cái hòa giải xin lỗi nhau và thôi. Cái chuyện quá khứ mà tôi cho anh một bài học, tôi ấy bởi vì rằng thì là tôi cũng dặn Lê Duẩn là anh dám thống nhất đất nước qua mặt tôi, thành ra cái mặt ước Thành Đô tức là nói chuyện là thôi quên quá khứ. Anh đấy thì thưa anh để mà giải thích sơ qua cái mật ước Thành Đô là nó là như vậy. Và còn bây giờ thì nếu mà bác cho cháu hỏi là cái cháu muốn hỏi bác cái điều á là bác tức là cái này là nói ra là sẽ có một số người giúp đỡ cho cháu nhưng mà cháu không quan tâm, nhưng mà như là nói là cái như bác có nhắc đó, tức là trong năm 79 ngoài cái vấn đề là chiến tranh biên giới đúng không ạ, thì còn có cái là cuộc chiến tranh nó gọi là với Campuchia đó, biên giới miền Tây, Tây Nam, cuộc chiến tranh Tây Nam gì đó, thì rõ ràng cái đó là một cái quyết định của đúng không ạ, của Lê Duẩn, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và rõ ràng là họ cũng rất là lì lợm, rất là đúng không bác, mới đi đến quyết định mà mở hai cuộc chiến tranh như vậy. Thì bác đánh giá ra sao về cái quyết định đó, nếu mà nói như những người bên đây mà họ nói là hèn với giặc ác với dân? Vâng, không, bây giờ cái hèn với giặc ác với dân thì là để nói tách riêng ra. Nhưng mà còn cái chuyện hai cuộc chiến đó thì tôi thấy rằng thì là có thể anh phải đào ý tôi nói nó là một cái quyết định nó định hình mà đúng không ạ, ngay cái giai đoạn đó họ phải quyết định và họ quyết định không có nhân nhượng Tàu đúng không ạ, họ mới mở chiến tranh để đánh phủ đầu Campuchia trước đúng không bác, không, thì vì tôi như đó, vậy bên Tàu họ mới dạy cho một bài học không, theo nhưng tôi mà như đó, vậy họ mới xây không, dựng không theo tôi đó thì anh nói ngược lại. Theo tôi tức là khi mà Lê Duẩn thống nhất đất nước thì là Cộng sản nó rất buồn và nó không bằng lòng cái chuyện mà Lê Duẩn thống nhất đất nước, thì tức là phủi công của Trung Quốc, Trung Quốc nó chỉ muốn Việt Nam chia đôi để mà nó không muốn thống nhất. Thế thì Lê Duẩn thống nhất và nó mới phải đánh mấy tỉnh ở biên giới cho bài học vân vân. Thế nhưng mà chứ không thế cái, và không những rằng thì là nó cho bài học và nó lại sai Campuchia đánh ở cái phía tây nam của nước Việt Nam và đánh vào Pol Pot, Pol Pot Aung San Suu Kyi, tàu gọi là gì bác, gọi là giật dây hay là xách động thì họ mới dám thì là tức là ngoài cái câu chuyện mà nó cho bài học rồi, bây giờ nó lại dùng một trong những cái nước Campuchia là cái nước ở trong Liên bang Đông Dương, nó dùng cái bọn mà quá khích, cộng sản quá khích nhất đó, nó gọi là Pol Pot Aung San Suu Kyi đó. Cái thằng đó là cái thằng Pol Pot Aung San Suu Kyi là cái thằng có học ở bên Pháp, và nó muốn thí nghiệm rằng thì là cái chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy và nó cho rằng thì là cái cuộc cách mạng của cái cộng sản đệ tam đó là một hãy còn nhân nhượng cho nên nó mới lừng chừng nó không thành công, chứ của nó đó tất nhiên là
giết Chí Thức và trở về nguyên thủy, tức là trao đổi hàng hóa chứ không dùng tiền. À, nó coi nếu mà dùng tiền tức là xóa đi hết, làm lại từ đầu cho đó, xây dựng đúng một xã hội đúng nghĩa của đấy, ý hướng của anh. Tức là trở về cái chỗ mà trao đổi hàng hóa chứ không dùng đồng tiền. Đồng đó thời xa xưa nguyên thủy đó. Chứ mà còn dùng tăng. Chứ còn dùng đồng tiền nữa thì nó lại sợ rằng thì là lọt qua lại rơi vào cái đồng franc, hay là nhất là đồng đô la. Nó mạnh quá, nó dễ bị mua chuộc. Mà mình biết là trong cuộc chiến đó, cái đồng tiền nó nguy hiểm lắm. Đồng tiền nó nguy hiểm lắm. Mà thời Việt Nam Cộng Hòa, không biết là anh cải đạo có nhớ không, có hồi đó có ý thức không, hay là anh còn trẻ. Thì là người Mỹ nó đã dùng cái đồng đô la đỏ, tức là nó không dùng đồng đô la xanh. Và cái đài truyền hình của Mỹ mới gì đó là nó đều suốt ngày, cái đài số 7 mới gì đó là nó khuyến khích cái người lính Mỹ đó là nên tiết kiệm để dành. Và rồi thì nó dùng cái đồng đô la đỏ, nó bắt dùng đồng đô la đỏ, bởi vì và cái đồng đô la đỏ lúc bấy giờ nó lại còn có cái ưu tiên là đồng đô la đỏ đó là tiêu ở trong các căn cứ quân sự của Mỹ, tiêu ở trong cái nơi mà nó gọi là PX đó. PX là Purchase Exchange, tức là mua bán trao đổi bằng cái đồng đô la đỏ. Tức là cái đồng đô la xanh thế giới dùng được, không lọt ra ngoài, mà đồng đô la đỏ thì để cho lính Mỹ dùng ở Việt Nam để mà tiêu xài ở trong các snack bar, tiêu xài ở trong cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tức là giống như trong mấy sùng bài thôi. Thành ra những ai mà ở Việt Nam Cộng Hòa mấy gì đó, Cộng Hòa thì buồn cười lắm. Mình mấy cái Việt Nam Cộng Hòa mới buồn cười lắm. Mình mới thấy thì là chỉ có là chỉ có cái hãng xe đó, nó gửi các catalo qua ở trong các cái căn cứ quân sự Mỹ mới gì đó, là vào trong PX là mình mua, mình tưởng ra bên Mỹ là chỉ có xe thôi, phải không ạ? Thế sau năm 75 mình qua bên này mình mới biết rằng thì là xe nó chỉ là nó cũng yếu thôi, là một trong những các cái đấy, tức là nó yếu thôi, tức là nó là một trong những các cái mà được cái quân đội viễn chinh của Mỹ ưu đãi, nó cũng lại là tay sai của cái quân đội viễn chinh Mỹ đó, là cho nó ưu tiên để nó bán đồ cho cái quân đội Mỹ. Thành ra mình đi từ cái ngỡ ngàng này sang cái ngỡ ngàng khác. Còn một cái mà để mà cái mà bị ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nói về Ngô Kỷ, Ngô Kiếp ấy. Hay là gì đó, thì tôi nhớ rằng cái hồi đó cũng ở Cà Phê Factory, cũng là 20 năm trước đây, thì tôi đương ngồi với lại cái anh luật sư Đinh Viết Tứ đó. Cái anh dạo trước anh ấy cũng là làm ở Việt Tấn Xã. Anh ấy coi như là một trong những người mà đi các cái bước đầu về hòa hợp và giải đó. Và anh ấy là luật sư, và anh ấy lại là của Việt Tấn Xã, cho nên lúc nào anh ấy cũng là một trong những người mà đi cái bước mà hòa hợp hòa giải đầu tiên đó, thì anh ấy cũng bị nghĩa là kết án
anh ấy thì tôi thấy là thì nhưng mà cái lúc đó thì nó cũng hãy còn sơ khởi thôi, người ta cũng chỉ là ghép với tẩy chay thôi. Thì có một cái thằng mà nó cũng gọi là nó trình độ hơn Ngô Kỳ, nhưng mà nó cũng lại là một thứ liếu láo đó, thì nó cứ ra nó múa may, nó hát, nó thấy chúng tôi ngồi với Đinh Viết Tứ ở cà phê đó, thì nó cứ nói thì là nó hát cứ giặc từ Bắc vào đây, bàn tay giấy máu đồng bào, xong rồi thì là nó cũng muốn nói cạnh nói khóe đó. Thế thì tôi mới cơm, tôi thấy nó cũng là cái thằng nhỏ, tôi thấy nó vui vui thôi mà này. Dạ vâng. Ông mà trục vũ tôi, ông gọi là ông trục vũ tôi là cộng sản đó, không ạ? Dạ. Tay sai của cộng sản, như là mấy ông Phan Kỳ Nhân mới để chống cộng và chống bọn tay sai cộng sản. Ông làm cộng sản khó lắm. Ông cho tôi cái vinh dự là cộng sản đó thì cái vinh dự đó quá đối với tôi, không ạ? Làm cộng sản khó lắm. Thì cái thằng Vũ Công Lý đó thì nó ngớ người rồi, nó ngạc nhiên quá, chưa thấy nói mà nó ngược ngạo hẳn lại cái mà nó suy nghĩ, không ạ? Nó bảo làm cộng sản khó lắm ông ơi. Ở đây có hình như Trần Tâm với gì với Trung Quý chào bé. Trung Quý nói Lê Duẩn không kiêng nể Trung Quốc vì muốn nhờ dựa vào Liên Xô. Còn có nick gì quên. Có nick Nguyễn Phú chào Thải Đào và bác Nguyễn Mạnh Cường. Tâm bác Cường nên nói về Nguyễn Phương Hùng KBC cho mọi người hiểu ạ. Hà Đình Nguyên chào bác Cường và anh Khải Đào. Tiến Sang cháu chào bác Cường. Dạ vâng rồi, cháu mời bác tiếp tục. Thì ở cái bôn xa này đó là mình thấy rằng thì là mà thằng Vũ Công Lý là một cái thằng mà cũng giỏi về computer, và mà cũng có thằng mà có gọi là có nhiều cũng gọi là múa may mà. Thì nó khi mà tôi nói như vậy thì nó hết sức là ngạc nhiên.